ហើយចូលមកសៃរឿងយើងម្ដងគណៈពេលដែលព្រឹកឡើងលោកតាកម៉ាសិលឹងមើលទៅខាងក្រៅនៅឃើញរឿងមួយក៏បានមកនិយាយជាមួយនឹងមីនាថាតើនាងចង់ទៅខាងក្រៅដែរឬទេតើនាងចូលចិត្តលក្ខណៈពេញនិចដែរឬទេនាងក៏បានសួរទៅតែម្ដងថានៅឯណាថាលោកតាកម៉ាលឿនចឹងក៏បានក្រុមពីសួនច្បារនៅក្បែរនេះបំផុតតែមីនាក៏បាននិយាយព្រមតែម្ដងថាអញ្ចឹងលោកមានន័យថាអូយានឋានជាអាសាហៃឈោមែនទេបាទដូច្នោះយើងអាចដើរពីផ្ទះរបស់យើងប្រហែលជា 20
ទោះបីតែថ្ងៃនេះខ្ញុំរកឃើញអ្វីមួយគួរឲ្យចង់
bán tụ bay tại vì mình phải sử dụng hiệp tiếp chiếc rồi bỏ này nó phải chăng lô ta cơ mà các bạn xua tạm đó đó nên các bạn tốt thay vì cứ chỉ cần bình nịch mùi này chứ mà đang làm tìm một là hai nội tây và ta chăm dồn khuyên thay vì sở sản hai chứ mùi nâng ca thoa rô rồi bỏ lô ta cơ mà phố các bạn chả ân phỏng đài hai bốn chứ mùi nâng ca cầm non cầm đào trầm trấy bếp bất chế thơ ai lô ta cơ mà lôn mò thả chanh mẹ tên ta lô ta cơ mà các bạn mà tốt thay chăm bất chế sở bãi chật ná cái nạp bê đại chăm rô nơi chỉ mùi niêng mỉ ná hai chứ mùi nâng ca mà trong là ca nhà mùi nấu mì nà các bạn đẹp trong dội chan tử liêng đó nên các bạn bảo cách thay vì nâng ca mà thoát bảo sân tập hiếm đôi chân lô con tạm của chó ta chứ mùi nâng ca chạy trên mùi nô nên các bạn chỉ liệt xuống thá lô mẹ ca sở bãi chất gần nạp bê đại rôn nơi chỉ mùi nâng ca mẹn tế lô ta các bạn đọc bê lưng chăng các bạn tử tuộc lên và ta chạy đón ấy mây của bạn rô phiêng mà đọc tiên và ta chứ mùi nâng ca bên chất rô biên khí nô mân dù bảo mạng phong mây của chăm đàm phiêng thảm đón ai lô ta các bạn đọc bê khinh chăng có mấy chăm nhà điệp cho mấy quan phỏng đài và ta các bạn đã khơi rương mì ná các bạn rốt xong đau từ niên niên của bạn đua bạc cả hai và ta sắp hiệp rô bó nên hạn được chế chọc xoay thảm bôl cả hai đó nên các bạn mình chia phạm tự thá mô rô bó trong trâu bạn thể cho khổng đọc phạm hiệp rồi đôi chân này chúng có bạn thể cho nông khan rồi xong thảm bôl chúng mình ai thua ở vay bạn đọc tê rồi hô đọc trong bạn mà chỗ thơ ta lúc ta các bạn xuống chăng các bạn xuống liêm thang niên xa trong mình ấy tế đó nên các bạn phạm bảo thác cho mình chiếc tên của lại và xa ta trong miên ca vi đồng lại rồi hô đọc cũng rất rạm bấy và bên chắc các bạn lúc ta của bạn cho vi rương thảo này đó nên các bạn phạm tự thác trong ai cho một con là không tự bạn đó bên chắc các bạn lúc ta của bạn vô lòng vi rương này đó bên chắc lúc ta của bạn lợi niên tờ rộng lãnh cho rộng sân thẳng đồng hai viên các bạn lúc ta của bạn trong vị bạc học đáy và xa ta mi nà niên thốt có bạn đa lời quạt chủ trương hai chiếc môi năng ca rô ở vây chui xung một niên lúc nên các bạn tốt tham ở đây học đáy hai lúc ta của bạn tha tu tận niên mà chưa tới và tới chút xung một nợ hai khẳng cao học đáy nói cho mình trong bật thôi thì nào về đại sang được niên đến vì ai mong con chỉ bằng hai dạng vượt đó ai cái nào mi nà của bạn ơi lúc ta của bạn rõ lọc tập đen học chó và xa ta mấy tiên niên năng đạt luôn anh châu kênh là tìm đến rốt trăm học bực sai nên tôi còn lưu đẹp thật xa chỉ thấy nên là ai thôi đồng nào tự tiên bên bản thái và ta lúc ta có má con mà cần chẳng thế có năng nơi kênh tìm nên chỉ mua bỏ đài ta nên là ta có cái khác ca kênh là thằng cái vì năng bác qua tự đo sổ của hiếm ai thật on AV cứ chia tùm nô khỏi rơi được bọc nhóm đã cho mình ai phan tỷ bán trong năng mân chia và tôi có bọc đồn thế ta lúc ta có má con của bạn này thì thế đã phê đài lên thân ở trong ca kênh lũ trong quá trình là ca nguồn định trong ca nông liên trả trên bọc đài ta có bạn là to trong ca chú đất ơi mỉm nà và ta có ra trực tiếp ai tử bên các bạn này thì thế mình ai tế bảo sân bọc thêm chú cư nổi liếm nhưng các bạn này dây mà tha lô cứ chìm trang được bọc nhóm đối chứ lô viên sân xong ra kẻ bóng lô mình bay xong ca ăn ở nhà thế ta lô ta có má cô của bạn thá trong trong ban ca ăn ở nhà nên cứ chia bảo phố nó miên làm lay được bọc nhóm đối chứ nên mình trong thơ ở vay đai bảo trang chìm mơ nơi trang kẻ được bọc nhiên thế ta nên mình phó tế bảo sân bọc trong ban dụng liên cây được bọc nhiên chứ mua năng ca ăn ở nhà được bọc nhiên cô có ba mà to không ca thôi viên tạm đó hai bên đi mi na nên cũng gật thật trong ca kìm được hỏi hai viên xong nàng từ tiết đã khai đi viên mình bên chỉ khai trở chiến đã viên nghe xuống xong rạp lô ta của má nóng ca kê cục đo mỉ ná ta chứ mua năng ca cho mà thay đó chứ mua năng ca từ tuôn nó còn lưu bẻ thật nên các bạn đặt luôn anh lên làm bài bàn các bạn khơi lô ta của má kê này bài nấu đã lô ta của má coi mặt bàn chạm trên kiểm nghĩa nên các bạn đi chế tha lô cư chim được không ta chứ mua năng ca từ lo mà đọc kẻ với mỹ na các bạn thôi bằng cái tay ở lô ta của má nhắm tận đó ta chứ mua năng ca sụp chậm đi đôi chân của mình lô ta của má của bạn tha chạy má đã có bạn chân đặt tha nên không thể vô chân má ta có bạn từ xa phong đại thán đã nạp về đại trong nơi chỉ mua nên có chia rịa gì hả ta nên các bạn xô mà chia tha tao viên mặt bên chỉ càng của họ thế có thôi lô ta của má chạm vào đóng lên tận đó ông pi lương so minh đại quan ban sân giá tham chạm trên hai lô ta của má có bạn xung đột cảm liền hai mi na của bạn bị diệt thán ta trong ai ập thấy tôi ở lô ta một biên nhà thứ hai lô ta của má bị ban tâm tới nhà chân thế hai của bạn xô ông pi can sam từ ở bọc liền đó nhiên các bạn to hai trong ban thôi ca trụ đất hai viên mặt bên bạn nhà vậy thế có thôi lô ta của má thủ chân của bạn hai cái nào lô nên của bạn tập trung đọc mua đại chỉ càng cười và rõ ông pi mông nghe trong ân sơ của bọc liền hai cái nào pe lô nên của bạn chắc có đó mà bị can sam từ ở bọc đá bất tai nếu mà ai mình cho ca trong ân môi nô bạn thế nó ca để xa nở thảm bốn đó nên các bạn tháp ra hai chia mau pi của hoặc nó ca sơ sơ cảm thi của bọc liền đó nên mình ai để xa thảm bốn đáp bay ai chui tới căn lô ta của má có ca đi trong mười quan sẽ xây hai niên có miếng cô mà non non ca bị đua chỉ mua đường lồng chán ta rồi dẹt internet một đoạn có ta lô ta của má có con tại đường chán vẫn oi bi na dừng hơn thế lại rong chạy vô niên từ chủ sơn hai trong này lô ta của má với thằng nào phê đai một đo cả lại vừa cá vẫn rong ca nghe là bóc con của ban từ xa pi ca đi trong một bản nam một đoạn tha vì mình chép vì cái đây sờ lại mùi hai ta lô ta của má vẫn chỉ mua đường ca âm yên qua của ban tạm thế nên cứ chỉ mình nuôi dân mua từ tua một nghìn ở tiệc bay thế hai mất rong ca nghe con với nhau vay tra vì ca lon mọt từ xa thế hai của ban xông lụ một đông học đoạn hai lô ta của má có của ban chạm vào vì chính trị đều cao được bóng mật luôn cả nghĩa hai cơ bản xuống vi vi học đoán đã có cơ bản pha mật tháp đọc quân đọc trong bàn rừng vi ở đoán có thơ ở lô ta cơ bản kết đọc vi rừng mùi tí bắt ta chỉ môi nâng mau sống rá lô ta cơ bản có cơ bản môn đi dê chỉ môi nâng riêng cho bóng luôn cả nghĩa thá trong đi dê chỉ môi nâng riêng cho bóng học bánh mấy tha nên con ta chỉ ô bà con môi tay của nó bắt ta trong tròn vô chơi tục đạn thì buồn nên đôi chỉ buồn xa bắt ta chỉ môi nâng ca kê tay đọc quá có cơ bản top tha là o nàng ta con ta mơ bỏ bà ha đọc lâu ai đi dê bán tha nên vô chơi tục đạn thì buồn nữa tốt bây ta nên cứ chỉ ô bà con việc nên bánh hàn thế anh chẳng biết có ai chỉ cua xa hoặc đoán đó bên chắc có thơ ai lô ta cầm mát vài chân nó tự tua vô prong chỉ muốn được riêng cho bong được bỏ qua tận đó hai chỉ muốn nâng cao tận lót tàu tiền quanh được bong lô ta cầm mát có hạ đôi chiên bên cả đô ở bay bị
ិសេសទៅជាមួយផងដែរហើយជាមួយនឹងការត្រឡប់មកដល់ផ្ទះរបស់គាត់គាត់ក៏សម្រេចចិត្តសុំមីណារីការទាំងអស់តែអ្វីដែលគាត់ទិញមកនោះគឺជាចិញ្ចៀនរីការហើយនាងក៏បាននិយាយថាវានឹងបង្ហាញថាបុគ្គលម្នាក់នោះវាមាននឹងទទួលបានការរីការហើយជាមួយនឹងការឆ្លើយតបរបស់លោកតាកាម៉ាគាត់ក៏បានសួរទៅតាមដងថាតើខ្ញុំអាចពាក់វាឲ្យនាងបានដែរទេនាងក៏ព្រមទទួលផងដែរប៉ុន្តែជាមួយនឹងការពាក់មួយនោះប្រព័ន្ធរបស់នាងក៏បានលោតថាវាគឺជាកំហុសហើយមានអ្វីជាប់នឹងម្រាមដៃរបស់នាងប៉ុន្តែនាងក៏ចាប់ផ្ដើមដំណើរការក្នុងការលោតវាក៏ធ្វើឲ្យលោកតាកាម៉ាឆ្ងល់ផងដែរហើយនាងក៏បានប្រាប់អំពីបញ្ហាមួយនោះក៏ធ្វើឲ្យគាត់មានការភ្ញាក់អើលផងដែរហើយបានលន់មាត់ថានោះគឺជាច្បាប់ដ៏តឹងរ៉ឹងរបស់មនុស្សហើយគាត់ក៏ចង់យកវាពីនាងវិញប៉ុន្តែគ្នាណានាងចាប់ដៃជាប់តែម្ដងហើយនាងក៏បាននិយាយថាលោកចង់និយាយថារក្សាខ្ញុំដូចជាមនុស្សមែនទេឥឡូវនេះខ្ញុំកំពុងតែធ្វើអ្វីមួយក្នុងនាមជាមនុស្សហើយមកពេលចាំលោកតាកាម៉ាគ្នាអ្វីក្រៅពីការទទួលទេប៉ុន្តែជាមួយនឹងថែមតោះលោកតាកាម៉ាក៏បានរៀបចំឲ្យនាងវាក៏កវិញហើយគណៈនោះដោយសារតែនាងជាប់ជាមួយនឹងការសាកថ្មនាងក៏បានបញ្ជាក់ទៅលោកតាកាម៉ាថាប្រសិនបើលោកត្រូវការខ្ញុំអាចហៅច្បាស់ហើយជាមួយនឹងការទទួលរបស់គាត់ក៏បានចាក់ចិត្តហើយនាងវិញគឺតាមពីសម្លឹងជាជាងរៀបការទេតែ30នាទីកន្លងផុតទៅហើយនាងនៅតែសម្លឹងនៅឡើយតែជាមួយនឹងការចូលមកដល់របស់លោកតាកាម៉ានាងក៏បានសួរទៅតាមម្ដងថាជាមួយនឹងជាជាងរៀបការជាទូទៅវាមានជាគូដោយសារតែខ្ញុំបានមើលនៅក្នុងអ៊ីនធឺណិតចាំមិនលោកតាកាម៉ាលោកមិនមានអញ្ចឹងមកពេលអញ្ចឹងលោកតាកាម៉ាក៏បានបង្ហាញតែម្ដងនឹងបានបញ្ជាក់ទៅកាន់នាងថារបស់ខ្ញុំមិនមានបងបងឡើយហើយក៏បានយកមកធៀបគ្នាតែម្ដងដោយសួរទៅកាន់នាងថាតើចូលចិត្តដែរទេហើយនាងក៏បាននិយាយថាខ្ញុំមិនយល់ទាំងស្រុងអំពីគំនិតនៃការចូលចិត្តនឹងស្នេហាឡើយតែផលតែមួយគាត់ដែលខ្ញុំមានគ្រាន់តែមើលវាតែប៉ុណ្ណោះតែលោកតាកាម៉ាក៏បានប្រាប់ទៅថាតែពេលដែលខ្ញុំរើចិញ្ចៀនមួយនេះគាត់ខ្ញុំសប្បាយចិត្តណាស់ហើយនាងក៏បានសួរបងទៅវិញផងដែរថាតើលោកចូលចិត្តដែរទេហើយគាត់ក៏បានទទួលប៉ុន្តែជាមួយនឹងការសម្លឹងមើលរបស់នាងចៃដុតអីក៏មានអ្នកខលចូលទូរស័ព្ទរបស់លោកតាកាម៉ាហើយមានានាងក៏បានទៅលើចំនួនហើយគេក៏បានសួររលោកតាកាម៉ាហើយរបស់ខ្ញុំគាត់បានទៅទិញអីវ៉ាន់ក៏ធ្វើឲ្យអ្នកខាងទៀតនៅអញ្ចឹងតែម្ដងដែលបានសួរមកកាន់មីណាយើងថាតើនាងគឺជាអ្នកណាហើយនាងក៏បានប្រាប់ឈ្មោះទៅតែម្ដងនៅបានបញ្ជាក់ថាលោកតាកាម៉ានៅខ្ញុំមិនបានរៀបការស្របច្បាប់ទេតែយើងបានតាក់ទងគ្នាដូចជាការរៀបអភិបាលក៏ធ្វើឲ្យអ្នកខាងនោះស្រែកចាញ់តែម្ដង